mình không, vì là những cái tháng thai kỳ cuối cùng là em bị liệt mất một bên chân. Một buổi em tỉnh dậy xong rồi em không thể nào mà em nhấc được cái chân này lên của em, xong rồi kiểu đau ấy chị, còn đến cái việc là mình xoay ngang người để mà tình để bật dậy hay là để đi vệ sinh Nó là tê hoàn cứng toàn luôn hả em? không đi được, và em còn không leo được cầu thang luôn. À. Thì hôm đấy thì mới có dịp là kiểu bác sĩ gặp chồng em ngồi ngồi tám chuyện các kiểu, thế cứ nói câu chuyện là ôi bác cũng xem phim này phim kia rồi là chị này diễn viên Quên luôn kia bà diễn đẻ viên luôn. kia là cũng đến đây bác đỡ hết. Thế là bác sĩ với chồng mình thì tám chuyện rất là vui, mình nằm ngoài câu chuyện của mọi người luôn, mình cảm giác là đầu em bé đã ra đến nơi rồi mà bác sĩ vẫn với cả chồng mình vẫn đang nói chuyện kiểu rất là tưng bừng. À, bây giờ thì em có thể gửi lời chào đến quý vị khán giả đang xem chương trình. À, vâng, lời đầu tiên thì em xin gửi lời chào đến tất cả các quý vị khán giả đang xem chương trình Mẹ Bỉm Sữa này. Và em cũng xin gửi lời cảm ơn là hôm nay thì em đã được gặp chị Ngọc Lan này, và lại còn được ngồi nói chuyện với cả bác sĩ tâm lý chị Trang nữa. Nói chung là bây giờ cũng đang rất là hồi hộp, bởi vì ngày hôm nay thì sẽ được ôn lại hoàn toàn cái kỷ niệm mà hồi mình mang bầu rồi đẻ con ra sao. Đến bây giờ con lớn quá có khi sắp quên hết mất rồi. Vâng. Quý vị ơi, đây là một hot mom rất là nổi tiếng ở ngoài Hà Nội. Bạn này có một nickname rất là dễ thương. Vâng, đây là Ừ. heo mignon ạ. Đó, heo mignon. Chị đang thắc mắc cái nickname đó vì Vâng. chị biết em ở ngoài được giới thiệu là chị Trang sẽ gặp bạn Lan, Dạ, vâng, và đúng khi em rồi. xuất hiện với một đôi dép con heo Thực nữa. ra là đến bây giờ em cũng 29 tuổi rồi, và cái tên heo mignon này theo em cũng từ lúc mà em bắt đầu biết đến mạng xã hội. Nên là đến bây giờ nhiều khi vẫn nghĩ rằng là thôi hay không dùng cái tên heo mignon nữa, nhưng mà quả thật là mọi người nhớ đến cái tên đấy của mình quá là lâu rồi, không thay đổi được nữa, và bây giờ đấy nghe heo mignon nó khi còn trẻ con hơn cả con gái của mình. Thế thì công việc Vâng. của em bây giờ là hiện tại làm cái gì Vâng, công việc chính của em thì là công việc kinh doanh, thì ngoài ra em cũng làm về lĩnh nè? vực kiểu là influencer, kiểu sáng tạo nội dung và làm các cái content ở trên mạng nữa. À Vâng. vậy hả? Thời gian mình kết hôn là Vâng. vào thời điểm nào, mình chia sẻ với lại quý vị khán giả. Vâng, bọn em thì lập gia đình từ lúc mà em 24 tuổi. Thực ra thì đối với em thì đây là một độ tuổi cũng không phải là quá sớm đâu, tại vì bây giờ các bạn trẻ lập gia đình rất là sớm. Và bọn em lập gia đình đến năm nay là năm thứ tư rồi, và có một em bé gái. Và năm nay em bé nhà em vừa mới tròn 3 tuổi vào tháng 8 vừa rồi. Khi mà cưới xong thì bọn em cũng mất 6 tháng sau thì bọn em có em bé. Những lần đầu thì bọn em đều không không có đậu được em bé luôn, thì cũng rất là lo. Hai vợ chồng cũng nghĩ là hay là thử đi khám hay là xem là như thế nào. Thế nhưng mà chồng em cũng động viên là có thể mình đang bị tinh thần kiểu hơi bị căng thẳng quá thôi. Vậy thì cái ngày mà mình biết tin mình có thai á, cái cảm giác của em nó như thế nào? Thì đúng hôm đấy là hôm mà em sinh nhật ngày 25 tuổi. Nói chung là em nghĩ là đến bây giờ thì em vẫn tin rằng là cái linh tính của người mẹ là có thật. Bởi vì linh cảm ngày hôm đấy là em khi mà em bật dậy một cái thì như mình ngày sinh nhật bật dậy là mình sẽ kiểu phải hơi kiểu đủng đỉnh một cái để cho bản thân mình kiểu trải nghiệm cái ngày sinh nhật của mình đúng không? Nhưng mà hôm đấy bật dậy một cái em bảo với chồng em là bây giờ em phải đi thử thai luôn. Thì chồng em cứ bảo là thôi hôm nay là kiểu ý là sinh nhật ý, Để cho thông thì thả cho phải thong không? thả, nếu nhỡ trong trường hợp mà mình lại không được cái điều đấy thì mình lại suy nghĩ không? Thế là em cũng bảo chồng em là thôi cứ thử xem nào. Thế là thử một cái là được hai hoạch luôn, và kiểu mình cảm giác như là nó đúng món quà và Trời, rơi vào món cái quà ngày sinh sinh nhật của nhật mình quá nữa. hạnh phúc quá. Nên là kiểu mình cảm thấy là nó còn ý nghĩa hơn rất là nhiều luôn. Và lúc đấy kiểu em ra em khoe với chồng em, và chồng em bảo là hôm nay là sinh nhật của ý là sinh nhật của em đấy, không phải sinh nhật của anh đâu mà em cứ phải trêu như thế kiểu. Nhưng mà đúng là hôm đấy là em biết tin là em có em bé vào đúng ngày sinh nhật của em sáng sớm luôn. Và thực sự là đến bây giờ nghĩ lại thì cảm giác như là như một món quà của ông trời vậy, đúng Nên vào ngày là sinh trời nhật. thương có món quà Vâng. rất suôn sẻ, nhưng mà sau đó thì có Dạ. gì khó khăn không trong việc mà em mang thai bé? Vâng, tại vì đấy chị nhìn em thì trông không có gầy gò hay ốm yếu gì, em trộm vía là mũm mĩm và em hoàn toàn là kiểu tự tin về sức khỏe của mình lắm, nên là khi mà em mang bầu ấy em nghĩ là chắc là cũng không có khó khăn gì đâu, chỉ sợ là kiểu ăn nhiều quá lại béo vì mình có cớ để được ăn mà. Thế nhưng mà lúc mà em bắt đầu nghén cái là coi như là em ở diệt trong nhà 3 tháng trời. Gần như là 3 tháng trời em không đi ra ngoài được Là bởi do vì em là không muốn em bị đi mà. nghén. Vâng, em bị nghén, tức là cứ ăn hay là không ăn thì đều ói hết. Và đến nỗi mà kiểu còn không kịp soi gương là trông mình nó đã xuống sắc thậm tệ như nào ấy rồi. Em nhớ là hồi đấy là chồng em còn mua cho em một cái chậu. Mà cái chậu đấy tình cờ nào trên cái chậu đấy nó còn ghi là chữ là best friend, tức là kiểu bạn thân đấy, kiểu làm phải làm bạn thân đấy. Để chuyên dụng cho em Vâng, luôn ôi đó rồi lúc đấy nhìn thấy cái chậu mà đúng là mình bảo Trời là ơi. chồng mình nó là vô tình, nhưng mà đúng là
là kiểu cả ngày chỉ ngồi ôm cái chậu thôi, tức là mở mắt ra cái là phải ôm cái chậu đầu tiên, xong rồi cứ ăn uống một cái gì đấy. Thế là em cũng rất là bất ngờ vì không hiểu sao là với cái sức khỏe bình thường của mình như vậy mà mình lại nghén như vậy nữa. Mà lúc em có bầu như thế rồi em có sụt ký sau khi mình ói quá trời? Em nghĩ là bạn này ói nhiều như vậy, nghén nhiều như vậy thì chắc là không có tăng cân nhiều đâu ha. Em lúc mà em trong 3 cái tháng em nghén đấy, đỉnh điểm nhất thì là em sụt 7 cân. 7 cân, tức là em còn gầy hơn cả cái lúc mà em chưa có chồng, chưa có em bé nữa. Tức là ngày xưa thì rất là quyết liệt giảm cân nhưng mà chưa bao giờ có thể giảm được cái số cân đấy. Cả cái thai kỳ thì em tăng lên được là 12-13 cân, nhưng mà bác sĩ cũng bảo là đấy là một cái số cân nặng là hợp lý, không bị là quá béo hay là như nào. Đó là số cân nặng mà bao nhiêu bà bầu đều mơ ước. Đừng có bị tăng hơn cái số đó. Đúng. Em thì tăng hơn bạn này tới 8 ký lận. Em tới 20 ký. Vậy thì cái kỷ niệm khi mà mình đi sanh nó như thế nào nè? Em thì cũng bảo với chồng em là chẳng biết là ai mang bầu khổ như mình không, vì là những cái tháng thai kỳ cuối cùng là em bị liệt mất một bên chân. Một buổi em tỉnh dậy xong rồi em không thể nào mà em nhấc được cái chân này lên của em, xong rồi kiểu đau ấy chị, còn đến cái việc là mình xoay ngang người để mà để bật dậy hay là để đi vệ sinh là hoàn toàn không đi được, và em còn không leo được cầu thang luôn. Và em cứ nằm em khóc thôi. Và em mình bảo là có kiểu... hỏi ý kiến bác sĩ không em? Có, thì bác sĩ cũng bảo là do em bé có thể chèn vào cái dây thần kinh nào đấy của mình. Thế là hồi đấy em phải dùng cái nạng của chồng em để mà đi. Mình chẳng thấy một bà bầu nào kiểu trông vất vả như mình là phải dùng cả nạng để đi. Mình tủi thân mà mình nghĩ rằng là cái sự đánh đổi này nó sao mà cảm giác nó lớn quá. Có mỗi hai vợ chồng ở với nhau mình bất lực, chứ đêm mà kiểu chỉ có mỗi cái việc là phục vụ mình đi vệ sinh thôi mà mình cũng phải lay chồng mình dậy. Em cảm thấy là những cái giai đoạn đấy là cái giai đoạn mà mình cũng mất rất là nhiều nước mắt, suy nghĩ rất nhiều và chỉ mong đến ngày đi đẻ thôi. Rồi đi đẻ là có mang cái nạng theo không? May là lúc mà em đi đẻ thì là chân cẳng em đi lại cũng đỡ hơn. Vì lúc đấy thì bác sĩ em cũng tư vấn là đi bộ, phải đi bộ thật là nhiều. Khi mà em đi sinh ý, thì đáng nhẽ ra là hai đứa cũng bảo là thôi sinh tự nhiên, bác sĩ sinh ngày bao nhiêu thì mình sinh ngày đấy đi. Thế thì gần cái ngày sinh thì em cũng hơi có dấu hiệu một tí, thì hai vợ chồng tức tốc vào viện. Khi mà vào viện rồi thì người ta bảo là đây chỉ là cái dấu hiệu giả thôi, thôi bây giờ mình về nhà mình chờ. Thế hai đứa bảo là thôi đã như thế này rồi thì mình kích đẻ luôn để cho nó mình đỡ bị kiểu bị động. Thì kích đẻ đến từ lúc 11 giờ cho đến tận tối rồi, không có cái dấu hiệu là kiểu muốn đẻ hay là như thế nào cả. Chỉ là cảm giác những cái cơn gò nó thúc mình, nó kiểu mình rất là đau. Và thì lúc đấy chồng mình thì cũng chỉ biết là lăng xăng sau mình thôi. Thế đấy, quay trở lại. Ở trong ekip bác sĩ có biết hai vợ chồng em không? Bác sĩ thì cũng có biết là đấy là chồng em làm diễn viên. Thế nhưng mà tức là bình thường thì bác ấy là cũng là người khám cho bọn em luôn. Thế nhưng mà mỗi lần khám thì cũng rất là kiểu quan tâm đến mình thôi, chứ cũng chả quan tâm chồng mình như nào cả. Thì hôm đấy thì mới có dịp là kiểu bác sĩ gặp chồng em, ngồi tám chuyện các kiểu. Thế cứ nói câu chuyện là bác cũng xem phim này, phim kia, rồi là chị này diễn viên kia, diễn viên kia, là cũng đến đây bác đỡ hết. Thế là bác sĩ với chồng mình thì tám chuyện rất là vui. Mình nằm ngoài câu chuyện của mọi người luôn. Mình cảm giác là đầu em bé đã ra nơi rồi mà bác sĩ vẫn với cả chồng mình vẫn đang nói chuyện kiểu rất là tưng bừng. Mà em phải, tức là chị phải hiểu là mình cảm nhận được cái việc là em bé ra rồi ấy. Xong rồi cuối cùng là em bé đang ra thật. Chồng ơi, chồng bảo bác sĩ là em bé ra nơi rồi, em không thể chịu được nữa. Thì bác sĩ quay ra bảo ui đầu em bé đây rồi. Thế là ôi, em bảo là trời ơi, may là mình còn biết cái cảm, tức là mình không được nhìn xuống dưới nhưng mình còn biết là cái cảm nhận là em bé ra nơi rồi. Và lúc đấy thì nhìn thấy đầu em bé luôn rồi. Thế là em bảo là trời ơi, may là kiểu chồng mình kiểu không mải mê tám chuyện quá, không thì thôi chắc là em bé tỏ ra lúc nào không hay. Khi mà em bé nhà em ra đời thì kiểu bình thường các em bé khác ra đời là phải khóc ngay. Nhưng mà bà này thì bà ấy kiểu bà ra đời bà cứ kiểu mở to mắt, xong bà nhìn hết trần nhà này, bà nhìn bác sĩ đây bác sĩ kia mà mặt kiểu rất là kiểu đau đau khó chịu luôn. Thế là xong bác sĩ bảo là sao vẫn chưa thấy khóc nhờ, kiểu cũng lo. Thế là xong mới bảo bê ra hẳn cái bàn để mà vệ sinh qua người rồi là cắt dây rốn. Thì bắt đầu khi mà thấy bố cầm mới kéo lên cái thì bắt đầu mới ê là cả phòng mổ của đấy mới bắt đầu cảm thấy là yên tâm hơn vì không thấy em bé. Bà ấy là kiểu như bà hơi quạo đó, tôi đã ra được cái đầu rồi mà sao tại sao không ai quan tâm tới tôi hết.
Như vậy thì cái quá trình mà mình chăm con như thế nào? Bởi vì đây là em bé đầu tiên, hai vợ chồng có cái gì bỡ ngỡ hay không? Từ lúc mà bọn em sinh em bé đến bây giờ thì chủ yếu là có hai vợ chồng của em thôi. Tức là người ngoài nhìn vào thì bao giờ cũng sẽ nghĩ là nhà chắc là cũng phải hai ba giúp việc, hoặc là ông bà ở gần nhau đó. Thế nhưng mà khi mà bọn em nói ra là hoàn toàn tay bọn em trông thôi thì ai cũng rất là bất ngờ. Vì công việc thì rất là bận, xong rồi trông hai đứa thì đúng như là chẳng bao giờ làm việc nhà cả. Thế nhưng mà bọn em thì lại hoàn toàn trông em bé từ A đến Z từ lúc mà em bé mới sinh ra. Nhưng mà em nghĩ là để làm được như thế thì chắc là bởi vì cái quyết định của chồng em lúc mà em bầu 5 tháng thì chồng em mới có đón một cái bạn chó rất là nhỏ về, tức là cũng mới sinh được có 1 tháng thôi. Thì lúc đấy em bảo với chồng em là thôi bây giờ chăm vợ bầu còn chưa xuể là bây giờ lại còn chăm thêm chăm con chó mới đẻ. Không lẽ chồng em tính tập chăm chó để mà mốt chăm con? Thì đúng không? Thì chồng em lúc đấy là kiểu ôi thích nuôi chó lắm rồi, nhưng mà biết là lúc này vợ bầu cũng đang là kiểu kiểu cũng khó tính, mà vì em bầu lúc đấy là cũng rất là mệt rồi, chăm mà lại còn chăm chó con nữa chứ. Thì em bảo với chồng là thôi bây giờ phải nghĩ thật kỹ, bây giờ đẻ xong rồi muốn nuôi gì nuôi. Thế chồng mới bảo là nhưng mà bây giờ vợ ơi, vợ ở nhà, vợ chồng thấy là vợ bầu vợ suốt ngày vợ ở nhà chẳng có gì để mà chơi cùng hay là nhào, thì bây giờ vợ chăm chó kiểu để cho mình coi như là mình tập dượt trước đi. Đó. Trời ơi, chồng xuất sắc dã man. Thế là bọn em nghĩ là thôi bây giờ nuôi chó thì rất là đơn giản, vì chó con cũng dễ thôi, cũng cai sữa mẹ rồi thì về mình cũng cho ăn nhá. Không mà nào ngờ là còn mệt hơn là cả chăm trẻ con. Tức là đêm nào là cũng bọn em cho nằm giữa hai vợ chồng luôn, như là con của mình, nào thì là đóng bỉm này rồi lót cái này lót cái kia nửa là đêm cái dậy. Tự sáng tác ra hay là ai chỉ cho em? Bọn em còn chưa tìm hiểu là sau này mình chăm em bé như nào, mà cái bản năng của mình chăm cái con cún con đấy em nghĩ là nó y hệt như mình chăm em bé. Em nghĩ là đến bây giờ là vì chăm con cún nhỏ đấy mà bọn em có kinh nghiệm. Tức là đến lúc mà khi em bé ra đời cái là mình chăm y như chăm chó. Vâng đúng, thế là đến bây giờ bọn em vẫn trêu là đấy mới là con đầu lòng của mình, còn con này là con thứ. Bây giờ mình chuyển qua tới cái giai đoạn cho em bé ăn dặm nè. Vâng. Tới lúc đó thì hai vợ chồng xử lý như thế nào? Lúc mà em mang bầu ấy thì cũng đã được mọi người bảo là đây là mẹ bỉm sữa rồi là hot mom hot milk, nhưng mà thực ra lúc đấy mình đã là mẹ đâu, nhưng mà mình lại bị một cái áp lực là mọi người đang rất là quan tâm đến cái việc là mình chăm con như thế nào. Thế em cũng bảo là bây giờ mình cũng phải tìm hiểu là mình mua sách này mua sách kia, bởi vì là tất cả những cái chia sẻ của mình thì nó cũng sẽ có rất là nhiều bạn cũng sẽ quan tâm đến, và coi như là đấy là một cái gì đấy cả các bạn tham khảo. Nên là em cũng đi mua hết sách này sách kia, từ nuôi dạy con kiểu Nhật này rồi là cho con ăn dặm không nước mắt ra sao, về đọc hết, ngày nào em cũng đọc. Thế nhưng mà đến cái thời kỳ mà em bé nhà em ăn dặm thì em lại phát hiện ra rằng là từ sự lúc đấy sách vở nó không còn ý nghĩa gì hết, vì cái bản năng của mình nó là trên hết. Bản năng của mình chính là một cái cuốn sách mà chỉ có mình mới viết ra và mình mới có thể thực hiện theo được thôi. Và thế là lúc đấy thì em bé nhà em lại ở nhà ông bà ngoại nhiều hơn, vì là bọn em cũng quay trở lại cái guồng công việc rồi, vì lúc đấy là 6 tháng. Thì hồi mà em bé ăn sữa thì rất là ngoan, thì ông bà thì em cũng bảo là thôi bây giờ tầm 7-8 tháng thì mới cho con ăn dặm, vì sữa em vẫn nghĩ cảm giác là sẽ tốt nhất. Thế thì ông bà lúc đấy thấy bố mẹ đi làm ở nhà, ông bà cũng tự chế biến đồ ăn dặm, ông bà cho ăn luôn không cho bọn em biết. Thế đến lúc mà khi mà đợt đấy mình đi công tác mấy ngày, mình về mình thấy kiểu con mình đã xúc cái kiểu đồ ăn nhuyễn, ăn vèo rồi, thì mình cũng rất là bất ngờ. Và mình kiểu lúc đấy mình cũng hơi kiểu nghĩ là chưa chết rồi, bây giờ mình còn chưa kịp bài bản là cho con ăn dặm theo kiểu chỉ huy hay là ăn dặm theo kiểu Nhật gì thì ông bà đã cho ăn tự mà cho ăn cái chế độ sẽ có nhiều bà mẹ ganh tị với em lắm nữa. Vì cái bước đầu là con họ sẽ rất là khó. Vâng, nhưng mà đến yêu em nghĩ là bây giờ con thích cái gì thì mình sẽ cứ quan sát, và mình thấy là con thích bốc ăn hay là con thích ăn đồ nhuyễn hay là ăn đồ thô hay như nào, em để hoàn toàn tự nhiên hết. Thì em thấy rằng là khi mà như vậy thì con sẽ được phát triển theo đúng cái bản năng của con, và nghĩa sao là con vẫn ăn và vẫn đủ chất, vẫn đủ chất dinh dưỡng là được, bảo được là được. Hai vợ chồng thì đã rất là nổi tiếng ở trên mạng xã hội, ở trên truyền thông rồi. Như vậy thì chắc chắn là con của em cũng rất là được cộng đồng mạng chú ý. Thì cái giai đoạn nào em có nhớ chính xác là từ khi nào thì bé Cam được mọi người chú ý tới không? Từ lúc mà khi mà em đẻ em bé ra thì em vẫn nghĩ rằng là câu chuyện xung quanh sẽ là xung quanh vợ chồng mình, cặp vợ chồng trẻ cưới nhau có con thôi. Thế nhưng mà đến bây giờ khi mà em ra ngoài đường nhiều khi còn bảo là đây là mẹ bé Cam, mất hình của cá nhân luôn rồi, xài xong rồi nhớ tên mình, xong rồi là chỉ hỏi bé Cam nha, em thích bé Cam lắm cái kia, nhưng mà
hoàn toàn không biết mình, không biết biết mình hay là bố mẹ là ai cả, mà chỉ biết em bé Cam thôi. Mà bọn em đến bọn em vẫn cảm thấy rất là giật mình vì chưa bao giờ bọn em có một cái ý định là sẽ làm cho em bé nổi tiếng trên mạng xã hội hay là sẽ kiểu tạo một cái hình ảnh gì đấy cho em bé trên mạng xã hội cả, mà chỉ đơn giản là mình up ảnh của em bé lên. Thậm chí là bọn em rất là ít up ảnh. Đến bây giờ vẫn nhiều người hỏi rằng là tại sao mình ít up ảnh con hay là như thế nào đấy, vì em vẫn nói với chồng em là em không muốn rằng là cái cuộc sống của em bé bị ảnh hưởng bởi vì chi phối của những cái mà ở trên mạng xã hội nhiều quá. Thực sự là đến bây giờ thì bọn em vẫn giữ nguyên quan điểm của mình, đấy là vẫn có chia sẻ hình ảnh của con để nhiều khi đấy là cái nơi để lưu giữ được cái kỷ niệm của mình, nhưng không bao giờ lấy đấy là một cái gì đấy để làm cái hình ảnh để cho con được nổi tiếng hay là thương mại hóa hay như nào. Bởi vì em thấy rằng là em bé nhà em rất là nhạy cảm, tức là mặc dù là tiếp xúc với cả máy quay ống kính từ bé, thế nhưng mà em nhận ra là đến bây giờ em bé nhà em 3 tuổi và rất là bị nhát người lạ. Tức là rất là nhát, nhát bị ống kính. Tức là em bé kiểu nhìn thấy chỗ nào mà đông người quá kiểu súng xít vào, hoặc là nhận ra, hoặc là kiểu giơ máy lên chụp là em bé kiểu rất là ngại và sợ. Thì em mới thấy rằng là kiểu cái việc mình cho con được nhiều người biết đến quá thì mình cũng vẫn cảm thấy rất là không biết là đấy là cái điều mình làm có đúng không, và mình có đi đúng hướng không ấy. Nghĩ là các bạn là người của công chúng hết, cho nên mình sẽ biết những cái kỹ năng cũng như là kỹ thuật trong cái việc bảo vệ hình ảnh của mình trước tiên là đến con mình. Cho nên mình cũng sẽ ngăn ngừa được những cái thông tin hoặc những cái comment hoặc là những cái lời nói không hay tiêu cực ảnh hưởng đến con. Cái việc thứ hai là người ta yêu thích mà mình có thể chia sẻ để đem lại cái nguồn năng lượng cho cộng đồng một cách tích cực, thì chị nghĩ cái đó là một cái điều rất là hay. Vâng. Bởi vì họ sẽ học được cái cách chia sẻ yêu thương về gia đình, về con cái. Cho nên cái việc mà mình chia sẻ là cái quyền cá nhân của các bạn thôi. Vâng. Nhưng mà cái chỗ mà hồi nãy Hemi Nhanh có nói là sao con mình trở nên nó rụt rè nhút nhát đó, thì liệu có phải chăng là vì điều đó? Em nghĩ tới tuổi là... chị ơi, con em tự nhiên bây giờ nói một điều rất là chính xác. Con chị tới cái tuổi mình này cũng tuổi vậy. Lên 3. Tuổi lên 3 là cái tuổi con bắt đầu nhận thức được cái tôi của mình. Vâng. Trước đây là cái tuổi con phát triển về cái xúc cảm. Vâng. Cho nên con được ẩm bồng ôm ấp yêu thương nhiều, con sẽ thích, con sẽ thích. Nhưng mà bây giờ con bắt đầu có khoảng cách với người khác là vì nhận thức được cái tôi của mình. Cho nên chính vào cái giai đoạn này, nếu mà mình biết cách để nói chuyện với con, để chia sẻ với con và cho con ra ngoài nhiều, thì sau này con sẽ thích ứng với xã hội rất là tốt. Chứ đừng có vì là con sợ, con nhút nhát, chứ mình nghĩ là chắc mình đang làm tổn thương con, cái mình lại cho con nép vào hơn nữa, thì mai này con sẽ khó tiếp cận với bên ngoài. Nhưng cái quan trọng là mình dạy con cách tiếp cận như thế nào. Mà cái dạy dễ nhất là con sẽ nhìn cái cách của mình, cách mình tiếp xúc với mọi người, đối xử vui vẻ ra làm sao. Cái điều mà chị thường chia sẻ với các bà mẹ nhất, đặc biệt là con vào tuổi lên 3, nói chuyện với con, nên nói thật là nhiều vào, giải thích cho con hiểu. Và có thể là ban đầu con chưa có nói lại với mình, nhưng không có nghĩa là con không hiểu, vì con chưa đủ ngôn từ để diễn đạt hết thôi. Nên mình cứ chia sẻ với con và cảm nhận cái cảm xúc của con để mình điều chỉnh, không phải điều chỉnh con, điều chỉnh từ cái bên ngoài, thì con sẽ tự điều chỉnh cho phù hợp. Rồi khi vượt qua cái tuổi 3 tuổi này nè, đến 5 tuổi mà con mà được mình định hướng tốt đó, thì con, các em sẽ nhận ra rằng là con tiếp xúc với người ngoài sẽ rất là tốt và con sẽ biết tự bảo vệ bản thân mình. Sức khỏe sau sinh của em đến bây giờ thì nó đã ổn định chưa? Có hay bị stress hay là đại loại như là bị trầm cảm sau sinh? Sau sinh đúng không? Cái lúc mà mang bầu xong thì em nghĩ là em tự tin lắm, vì chồng mình thì cũng rất là biết đồng cảm với mình. Xong rồi bà ngoại sang chăm cháu nên là ở cùng, nên là mà mẹ em thì lại cũng rất là gọi là tân tiến, tức là ngay từ cái chế độ ăn hay là rồi là cho mình nghỉ ngơi như nào ấy, áp lực nuôi con hoàn toàn là bà luôn cho mình có thể thoải mái và tự do. Thì em nghĩ là không bị vấn đề về các bậc cha mẹ phụ huynh, không vấn đề về chồng. Con cái thì cũng rất là, con em bé thì rất là ngoan, không quấy, không biết gì, ăn là ăn, ngủ là ngủ thôi. Thì mình có cái lý do gì để mà mình phải suy nghĩ, mình phải trầm cảm? Thế mà em lại vẫn phải mắc phải, vẫn phải trải qua cái giai đoạn đấy. Em vẫn nhớ rằng là cái lần mà em bé nhà em lúc đấy mới sinh xong, em cứ bế qua, em nhìn qua cái song cửa sổ nhà em, xong em cứ bảo là mình còn chưa kịp chơi bời, mình chưa kịp sống chưa hết cái tuổi thanh xuân, nhiều. Trải nghiệm hết cái tuổi thanh xuân của mình ấy. Thì mình đã có chồng, xong rồi đùng cái mình nghĩ là có chồng thì sẽ là có bạn chơi cùng, kiểu cuộc chơi bây giờ mới bắt đầu với mình đây. Thì đùng cái mình có em bé. Thế là em vẫn nhớ rằng là mình bế em bé xong mình cứ nhìn qua khung cửa, mình bảo thôi thế là từ nay trở đi không bao giờ mình có thể ra đường vào lúc 10 rưỡi tối được nữa. Sẽ không bao giờ mình có thể là mình nghĩ đến cái chuyện là mình đi xem phim hay là mình gặp bạn bè. Và thế là cứ đứng ở khung cửa bế con và khóc. Và đến bây giờ em nghĩ lại cái hình ảnh đấy mà em vẫn cảm thấy em nổi hết vào da gà. Vì thực sự là lúc đấy bế tắc chỉ vì trẻ mà tự cũng nghĩ đâu nghĩ đó. Được cái việc là công việc của mình sẽ ra sao hay là như nào đâu. Mà mình chỉ biết là mình là một người trẻ thôi, mình còn chưa kịp hưởng thụ cái tuổi trẻ
trẻ đó thì mình đã là mẹ trẻ con rồi. Em vẫn nhớ là kiểu nhìn vào em bé nhiều khi mình hỏi là tại vì sao con có thể ra đời sớm như thế này. Thì là khi nhìn nếu mà nói thẳng thắn một từ là có sự hơi hối hận một chút mà. cũng có chứ, bởi vì em còn kiểu rất là bỡ ngỡ ở cái việc là kiểu cho con ti cũng thế thôi. Trước đây mình nghĩ về cái việc là cho con ti là cái gì đấy mình sẽ thấy rất là nhẹ nhàng thôi, không có vấn đề gì cả, mẹ với cả con. Nhưng mà hồi em cho em bé nhà em ti mà em cảm giác là em cứ phải bấu ở thành giường, xong rồi con ti được ra bao nhiêu giọt sữa là bấy nhiêu giọt nước mắt của mẹ luôn, vì là quá là đau. Nói chung là cái lúc thời gian một tuần đấy là em cảm giác em rất là bị khủng hoảng, vì em cảm thấy rằng là cuộc sống mình nó thay đổi quá, mình có con rồi là mọi thứ mình cứ đang bị quồng quay vào nửa đêm, mình phải thức giấc các kiểu này nọ thế kia. Thế nhưng mà sau cái thời gian một tuần đấy thì khi mà mình cảm giác là mình định hình lại là đây là em bé của mình này, con của mình sinh ra này, mình cảm thấy mình có tình yêu mình nhớ các kiểu, thì em nghĩ là lúc đấy mọi những cái suy nghĩ của mình tự nhiên là nó nhẹ hơn rất là nhiều. Mình cảm giác mình không còn cái việc là đổ thừa vào việc là sao vì đứa bé mà mình lại bị mất hết tất cả như thế kia. Cái tinh thần của mình nó nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Thế thì ngoài cái việc mà em tủi thân về thanh xuân của mình nó bị mất đi quá nhanh, thì em có còn một cái tủi thân nào khác, ví dụ như là về ngoại hình của mình nó thay đổi? Tại vì sanh xong thì chắc chắn là có thay đổi. Tức là này, hồi em bầu em bảo rồi đấy, em giảm 7 cân, người ta còn khen là ui rồi bầu gì mà còn gầy còn xinh hơn cả thời con gái này. Khi em đẻ xong nhá, em cũng rất là bất ngờ là lần đầu tiên trong cuộc đời của em mà em lại mặc đồng cái váy bó sát vào người như vậy mà em vừa đẻ sau xong khi sinh. Thế là mọi người xung quanh rất là kiểu khen ngợi là ui không hiểu là làm sao, ui bà này bà may mắn quá, do bà bầu xong mà bà ấy lấy lại người vóc dáng mà bà còn đẹp hơn cả cái hồi mà bà chưa bầu. Thế là mình kiểu cảm giác rất là kiểu cảm giác ôi đây là cái bước ngoặt của cuộc đời mình đây rồi, kiểu tại vì trước đấy là chị phải biết em tên là heo mignon, heo là cái phần hiện thực còn mignon là cái phần mộng mơ của mình mà chưa được thành hiện thực. Thì em kiểu là cuộc đời mình cuối cùng cũng đã được hưởng cái cảm giác là gầy nó là như thế nào rồi. Thế mà sau đấy thì kiểu em cũng để thả lỏng mọi thứ thôi. Thì cho đến bây giờ đây em bắt đầu em cảm thấy rằng là sau khi mà bây giờ con em 3 tuổi rồi, em vẫn chưa hoàn toàn lấy lại được cái thân hình của mình, kể cả là lúc mà ngày xưa mà bà là em dù là béo đúng không, béo hay là như nào em không lấy lại dù được béo, nhưng mà con gái chưa sinh con người nó sẽ săn chắc. Phụ nữ sau khi sinh thì đúng là cái mặc cảm lớn nhất của họ là về ngoại hình, mọi vết dạn rồi là cái vết nứt rồi là bụng rồi sổ ra một rổ. Bây giờ em nói thật với chị là nhiều khi kiểu mình thay quần áo trước mặt chồng mình thì rất là tâm lý thôi, cũng không bao giờ chê trách là mình kiểu béo hay là luôn luôn nói là anh rất là thích vợ kiểu như này, vợ đừng có gầy làm gì. Nhưng mà hôm nào mà tự nhiên là ông ấy vui mồm ông ấy nói rằng là trông người như con cá mập ấy nhỉ, hoặc là kiểu là ông mình chỉ chê thôi không có ý gì, em đứng em khóc tu trước gương luôn mà. Như vậy thì nó có ảnh hưởng gì tới cái vấn đề mà sinh hoạt vợ chồng không? Thực ra là lúc đầu thì em cũng cảm thấy rất là tự ti, ví dụ như trước đây thì mình rất là kiểu đèn mở sáng cho ăn đúng không, còn bây giờ là tắt đèn tôi thui cho tôi một ánh trăng lọt vô cũng không được. Mình rất là ngại luôn, và kiểu nhiều khi thì lúc đầu rất là tin lời chồng bảo là anh rất là thích kiểu trông vợ kiểu đầm người xảo đấy này. Em xảo đó, xong rồi là ôi kiểu khi mà mình nghe thì thấy mình bảo là sao mình may mắn thế nhở, mình trông đến bản thân mình nhìn mình trông mình còn kiểu hơi mắc cổ họng rồi, trông mình còn ngấy nữa. Chồng mình vẫn bảo là anh rất là thích vợ, nhìn vợ như này anh mới thích, còn anh không thích mấy kiểu cô gầy gầy đâu. Mình thì mình cứ hỏi chồng như thế thì khi chẳng bao giờ chồng sẽ nói rằng là ui em đang béo quá em đi giảm cân hay là như nào đi cả. Nhưng mà mình phụ nữ mình rất là kỳ, đàn ông có không chê thì mình vẫn nghĩ rằng là nói dối, mà có chê thì chắc là mình tủi thân mà mình đập chết luôn ấy. Thế nhưng mà đấy, thì đến bây giờ thì mình đang cảm thấy là mình đang ở cái giai đoạn là không bằng lòng với mọi cái câu trả lời của chồng mình. Nãy giờ em nói về chồng em toàn là những cái tốt không mà chị chưa thấy cái nào xấu hết. Vâng. Có cái gì xấu không? Chồng em thì thực ra là em nghĩ thế này, vốn anh ý em nghĩ là không phải là một người hoàn hảo đâu. Em nghĩ là cũng không phải là một kiểu chàng trai mà biết làm mọi thứ, chăm con mọi thứ ngay từ đầu. Khi mà anh ấy đủ tình thương với cả con mình ấy thì mới cho anh ấy bản năng như vậy. Chứ còn bây giờ nếu mà em yêu một người mà biết ngay biết thừa là người đấy là kiểu chăm con tốt hay là như thế nào biết các kiểu rồi thì mình mới lấy, thì em nghĩ rằng là cái sự hoàn hảo đấy nó không phải là dành cho mình. Em vẫn luôn nói với chồng em là em không cần lấy một người hoàn hảo, em chỉ cần lấy một người mà vì mình mà hoàn hảo thôi. Và thực sự là đến bây giờ thì bảo là kể xấu thì em vẫn nhiều khi em bảo là phải có cái gì để kể xấu thì nghe nó mới tò mò mới thắc mắc, nhưng mà đến bây giờ thì em vẫn tự tin và chưa em gì vẫn sao? Vâng, em vẫn cảm thấy rằng là những cái gì mà anh ấy đã làm cho em thì mình đủ để mình trân trọng và mình chỉ nhìn thấy được những cái điểm tốt đấy rồi.
Nhiều khi trong cái cuộc sống vợ chồng, hai vợ chồng không có tiện nói với nhau, thì bây giờ nhân cái chương trình chat với mẹ bỉm sữa thì em hãy gửi gắm những cái tâm tư của mình, những cái gì mà mình muốn nói mà mình chưa có dịp nói hoặc là chưa dám nói, thì bây giờ em chia sẻ với chồng. Thì khi mà em bé nhà em sinh ra ấy, thì chồng em cũng dành rất là nhiều thời gian cho cái việc là chăm em bé rồi là cùng em chăm em bé. Nhưng bây giờ thì khi mà em bé lớn lên rồi thì thực ra em vẫn nghĩ là có nhiều lúc em vẫn phải hắng giọng em nói với chồng em rằng là vợ chồng mình phải quyết định là như này, khi mà vợ chồng mình đã về đến nhà thì vợ chồng mình phải bỏ cái điện thoại ra khỏi tay. Mình đừng có mang công việc vào và đừng bao giờ kiểu vừa chơi với con theo kiểu là mình vừa một tay cầm điện thoại và một tay chơi với con. Đấy là cái điều mà em nghĩ là trong cái hành trình nuôi con của bọn em thì đấy là cái điều duy nhất mà em cảm thấy là em cần nghĩ là chồng em phải thay đổi. Thực sự á Lan, hôm nay á cái khách mời của em á cho chị đến dự nghe cái nickname là Heo Mignon và lại nổi tiếng trên cộng đồng mạng, chị sẽ nghĩ một cô gái nhí nhố nào đúng đó rồi. Nhưng mà thực sự là cái câu chuyện của em cho thấy chị em là một người phụ nữ rất là mạnh mẽ, vượt khỏi cái mối quan hệ mẹ bỉm sữa với chồng với con, mà kể cả em ý thức được cái sự ảnh hưởng của mình về mặt xã hội, muốn tạo nên những cái giá trị tốt hơn, tích cực hơn cho những người phụ nữ khác. Đấy là cái điều mà chị cũng được lan tỏa từ em trong cái buổi trò chuyện này. Và một lần nữa xin được cảm ơn bạn Heo Mignon đã đến với chương trình chat với mẹ bỉm sữa.